Em chào tất cả cô chú anh chị, mình đang xem video trên kênh Vườn Lan Minh Thắng nha. Thì hôm nay cũng có một cái lô ở nhà Kiên Giang cập nhật lại giá cho anh chị em mình sưu tầm. Thì chậu phi 16 thì giá của em nó sẽ là 280 ngàn. Thì giá ngày hôm nay có sale một tí anh chị em, để cho anh chị mình dễ chơi dễ chốt. Thì còn cũng ít thôi, chỉ có mười mấy chậu thôi, thì sale cho anh chị em mình sưu tầm luôn nha cả nhà. Thì cây như video anh chị em tham khảo giúp em ha. Thì sản phẩm này thì anh chị em mình biết là trên thị trường rất là ít có, tại vì thời gian trước đó, thì em chưa bao giờ bán cái cây thỏi vàng Kiên Giang này bao giờ. Thì thời gian sau này em nhập được có một lô thôi, mấy chục cây nha, thì anh chị em để ý ha. Cây em mới chỉ là cây gãy ngọn anh chị ha. Khi nó gãy ngọn ở dưới nó bật mầm liền, cho nên cái độ sinh con của thằng này thì anh chị em mình phải, nó rất là hấp dẫn luôn anh chị. Thì em giao lưu với anh chị em mình là giá 280 ngàn một chậu anh chị em ha. Thì em ship có toàn quốc hết cho anh chị em mình dễ chơi. Thì video hôm nay, chủ đề hôm nay thì cũng chỉ có một cái sản phẩm thôi anh chị, là dòng thỏi vàng Kiên Giang. Thì em ship có và anh chị mình cứ kiểm tra hàng thoải mái nha. Hàng này thì em ship em sẽ không có gửi chậu ra, em để chậu nguyên luôn cho anh chị em mình, về cứ cái chậu gì mình treo mình chơi thôi anh chị, tại vì cái chậu này nó chưa có nhảy khỏi chậu nha, yên tâm. Cây vẫn đang phát triển bình thường anh chị ha. Đó, này đứng ngọn anh chị ha. Cây này đứng ngọn rồi. Đứng ngọn là chuẩn bị ra bông á, mà nó ra bông là từng nách hết anh chị ha. Anh chị em mình chơi cái thằng này là nó xiên bông á. Tại vì thằng đen ru nắng này anh chị mình để ý trước giờ em có quay lên rất nhiều á. Thì bông nó xỉa ra, nhưng mà nó nhiều dồi lắm, một nhánh nó rất là nhiều dồi. Cho nên cái nhà mình chơi sưu tầm cái dòng này cho có mặt bông đẹp anh ha. Cơ bản thì hôm nay thì cũng có bông như đây thôi đó. Thì những cái nách này là nó sẽ ra bông anh chị ha. Thì cả nhà mình liên hệ qua số điện thoại em trên màn hình, hoặc là anh chị em mình nhắn tin cũng được. Nhiều khi anh chị mình gọi em mà bận á, là một em đi ngoài đường, hay là em đang nghe điện thoại khách đó, thì mời tổng quan cho anh chị em mình tham khảo ha. Thì anh chị mình có thể nhắn tin là chốt thỏi vàng Kiên Giang thôi, và tên và số điện thoại địa chỉ là em sẽ ship